Xin chào tất cả các tình yêu của Melia. Đây có lẽ là một tuyệt phẩm mà Melia muốn dành tặng tới tất cả các chị em. Với một chiếc áo màu xanh lá rất là trẻ trung, năng động và nữ tính tôn lên màu da, thiết kế bằng vải blend ý cao cấp. Khi mà em Hà Bùi mặc lên thì cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu này, cử động cũng rất là dễ dàng. Một thiết kế cổ vuông như thế này, lộ ra phần xương quai xanh, giúp cho các chị em cảm thấy quyến rũ hơn này, thanh lịch hơn này và mềm mại hơn nữa. Đặc biệt hơn là Melia đã thiết kế chiếc tay bồng giúp che đi tối ưu các cái khuyết điểm ở phần vai cũng như là phần bắp tay của tất cả các chị em. Và một điểm nhấn nữa của bộ cánh này đó chính là hàng khuy ngọc trai rất là sang trọng, bắt mắt. Và kết hợp cùng với một chiếc áo này đó chính là một chiếc quần bằng vải blend ý cao cấp, mặc vào rất là thoải mái, dễ chịu này, và form dáng quần rất là hách dáng nữa. Một bộ cánh như thế này thì các chị em có thể dễ dàng mặc đi chơi này, đi làm này, đi sự kiện hoặc là đi cà phê cùng bạn bè nữa. Nếu mà các chị em đã thích thiết kế này của Melia thì hãy nhanh tay nhắn tin cho fanpage của Melia để có thể được chuyên viên tư vấn đặt hàng và quan trọng hơn là được miễn phí giao hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Không chỉ vậy, các chị em có thể đến trực tiếp showroom của Melia có mặt trên toàn quốc tại Hải Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để lựa cho mình những bộ cánh ưng ý nhé. Chúc các chị em có thể lựa chọn được những bộ trang phục thật là tuyệt vời.